Rồi xin chào các bạn quay lại với kênh máy móc cầm tay của mình nha. Hôm nay là cái phần 2 nha các bạn. Phần 1 thì mình có báo với các bạn là mình cập nhật hết cái khu vực qua đây. Thì phần 2 mình có về thêm bên này nữa. Thì đợt này về Campuchia thì nói chung là anh em ủng hộ cũng rất là nhiệt tình, nên mình cũng rất là cảm ơn anh em nha. Đợt này mình về thêm cho anh em thêm một số cái sản phẩm mới nữa. Có những sản phẩm ngoài Campuchia ví dụ như này, nhưng mà mình thấy nó hay hay, mình nó cũng phục vụ rất là nhiều cho công việc á. Mình cũng update vô cái kệ này luôn. Đó. Thì bữa nay là hàng mình về tương đối là nhiều các bạn, có rất nhiều các bạn, kệ em hết phải để dưới mà. Đó, mũi vít của Campuchia thì anh em yên tâm rồi, 10.000 mũi như cái vỉ thuốc vậy các bạn. Đó, nhưng mà cái này thì mình có thể bán lẻ cho các bạn nha, mình cắt ra mình bán lẻ cho các bạn bình thường. Nó hàng này thì chất lượng các bạn, mũi vít như này thì anh em bán khỏi phải suy nghĩ rồi. Đó, đầu bắn tôn rồi này, rất là nhiều thứ về lại. Hôm nay mình cập nhật lại cho anh em mấy cái đồ như là dao rọc giấy, mình về 3 loại luôn các bạn, có 3 loại dao rọc giấy luôn. Đó, 3 loại dao rọc giấy này, rồi có đủ thứ. Nói chung là bây giờ mình sẽ đi vào nội dung chi tiết mình giới thiệu cho các bạn nha. Nhưng mà video này thì mình cũng là đang áp dụng chương trình đó là giảm giá 20% trong cái dịp khai trương hàng Campuchia trở lại. Đó, giá anh em đang nhìn thấy là giá đã giảm giá 20%, và khi anh em mua hàng thì đơn hàng 250k là mình sẽ bao ship cho các bạn nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi vào nội dung chi tiết. Về phần súng sơn thì đợt này mình cập nhật cho anh em thêm 2 mẫu nữa các bạn. Đó, súng sơn thì lúc nào bên mình cũng hàng có sẵn và rất là nhiều cái mẫu hay. Cái mẫu này 29 này, 29 là được khoai ship rồi các bạn. Còn đây là cái mẫu mà anh thấy là anh em thợ là xài nhiều nhất, bởi vì giá cả nó bình dân các bạn. So với một con Toto á thì nó rẻ hơn khá là nhiều. Toto nó tới 260-270, còn đây chỉ có 200.000 thôi. Đó, cái loại này là hàng Campuchia, là nó sẽ đóng luôn cái logo trên này các bạn. Đó, tại vì những cái hàng mà có thương hiệu đàng hoàng thì chắc chắn nó sẽ như thế này. Đó, rất là đầy đủ như thế này các bạn. Đây là cái bếp của nó này. Trên này thì nó sẽ đó, lỗ là hướng này đó, lỗ nhỏ rất là mịn nữa này. Đó, thì cái súng này á là mã là K710 đây các bạn. Thì nó sẽ có 3 cái nấm chỉnh nha các bạn, một là nấm chỉnh gió này, 2 là nấm chỉnh sơn, 3 cũng là nấm chỉnh ấy luôn các bạn. Nói chung là cái súng mình nó có được 3 cái nấm chỉnh á. Con này chỉ có 200.000 thôi. Đó, đây là cái con súng xịt phun sơn loại 200 này các bạn. Mình hiện tại đang có 3 loại phun sơn luôn. Đây là loại 200.000, có một loại 150 nữa, tí nữa mình sẽ giới thiệu luôn. Rồi tiếp theo là một cái loại súng sơn mà nó thiết kế cái bình sơn với lại cái súng sơn nó rời nhau. Đây, nó thiết kế cái súng với cái bình là nó rời nhau. Đây là cái bình này, đây là cái súng. Cái súng này thì đây, con này thì xịn hơn nha các bạn. Con này cũng có 3 nấm chỉnh nha bạn, chỉnh gió này, chỉnh nhiều ít này. Đó, con này thì thiết kế sơn tinh điện rất đẹp. Đó, và bình sơn của nó cũng được sơn tinh điện luôn nha các bạn. Đây, cái bình sơn nó một cái màu sơn rất là đẹp. Đó, nhôm nhưng mà đó các bạn, anh em nhìn cái súng này. Cái này là 290 cành nha các bạn. Đó, anh em mua cái này gọi là cái súng sơn lớn mà màu đen á, 290 cành. Nó hộp với ấy nó đóng riêng. Đây các bạn, đây là cái súng, cái bộ 46 chi tiết mà mình hay giới thiệu các bạn này. Cái bộ này thì cái đây là cái giá nhầm nha các bạn, không phải là cái này đâu. Cái bộ này là đây các bạn. Đó, thì cái bộ này so với cái Toto á rất là rẻ các bạn. Toto 600+ ngàn, cái đây có 290 mà bao ship luôn. Đây, thì đợt này giảm giá, sau này nếu mà sau chương trình này nó sẽ lên giá lại nha các bạn. Đó, thì với cái bộ 46 chi tiết này thì á, thì anh em về sở hữu một bộ trong nhà thì chúng ta hầu như là tất cả mọi đồ trong nhà đều sửa được nha bạn. Đồ lớn mình không nói, đồ chút xíu nha, chứ tí nữa mình có cái bộ vít điện tử cho các bạn. Đây, thì cái bộ này nó sẽ có lục giác này, có ba ke, có hoa thị, có đầu tiếp lớn nhất của nó là 14 nha các bạn. Đó, tay 1/4 này, có các đầu nối đã lắc léo, lục giác đầy đủ hết nha các bạn. Đó, có đầu nối để bắt vít nữa này, rất là nhiều thứ đầy đủ này. Thì chúng ta chỉ cần bỏ ra 290 cành để sở hữu cái bộ này. Đó, giá thì cực kỳ là yêu thương luôn các bạn, 290 cành. Ok,
Đây các bạn, hôm nay mình cập nhật thêm cho anh em cái kính hàng điện tử nha. Cái kính hàng này á thì theo mình thấy là nó một cái đồ cần nha các bạn. Anh em nào đã làm thợ hàng thì phải cần cái này. Nếu mà chúng ta không muốn rắc rối rườm rà về cái mũ hàng như kia thì chúng ta sẽ có một sự lựa chọn rẻ hơn. Đó, ngày xưa nó là giá bạc 170, bây giờ được giảm giá còn 140 thôi. Đây, ví dụ như cái này thì chúng ta chỉ làm anh em nào mà quen rồi đó các bạn thì chỉ cần dùng cái này thôi, không để khẩu trang đồ bài bán vô rồi hàng. Anh em lưu ý về lột cái này ra nha. Để mình lột luôn một cái cho các bạn coi. Đó, lột trong lột ngoài hết nha các bạn thì nó mới rõ được. Đó, đây là lúc mà nếu mà lúc ngoài thì chúng ta sẽ nhìn thấy bình thường, còn khi mà chúng ta hàng vô thì nó sẽ tối lại các bạn. Đó, nó chức năng y như cái nón hàng, cái miếng này là y như nón hàng vậy, không cần bỏ pin nha bạn. Nó nạp điện bằng năng lượng mặt trời á, nó có pin tích điện trong này luôn. Đó, thì cái kính này, kính hàng tử các bạn, trong này nó có cả dây nữa này, dây đây để mấy anh em mà dây đây thì để chúng ta có thể là chúng ta bỏ vô cái thế cái gọng đó. Đó, 140.000 cho một cái này. Đây các bạn, hôm nay cập nhật thêm cho anh em hai cái mẫu kéo nữa nha, một cái Kabushi. Thì cái mẫu này là nó là cái loại mà chúng ta hay ăn cua ăn ghẹ đó. Cái này thì đó, cái kéo này thì nó là cái kéo cán vàng nha. Nếu anh em mua cái này gọi là cái kéo Kabushi cán vàng, kéo bếp đó, thì con này thì nó nhỏ hơn, nó gọn hơn một chút, giá này cũng sẽ rẻ hơn. Nhưng mà hàng thì cam kết là hàng chính hãng, bạn có tem của hãng này luôn, có tem chống hàng giả luôn, anh em yên tâm. Kéo này là 85.000. Nếu mà anh em mua cái này gọi là cái kéo bếp cán vàng nha. Một cái loại kéo tỉa cành các bạn, cái kéo tỉa này nó mắc hơn cái kéo tỉa gen 5.000. Thì nó cũng là chức năng là để tỉa nách thôi. Đó, những cái đồ mà ở trong góc chúng ta dùng cái cành lớn bấm được, chúng ta dùng cái này chúng ta tỉa cành này cực kỳ bé nha bạn. Mà mình có thể gọi con này là kéo đa năng luôn đó các bạn, rất là xịn như vậy. Đây, hàng này cũng SK5, con này thì chỉ 70.000 thôi. Anh em mua cái con này gọi là kéo tỉa 70.000 nha, tại vì video này mình có tới hai con kéo tỉa, là một con này thì nó với con kia thì nó chất lượng hơn một chút, đẹp hơn. Rồi, 70.000 một cái. Đây, một cái ngoài Kabushi nha các bạn. Đây không phải Kabushi nhưng mà trong này video này mình vẫn nói nha. Đây là cái bơm mỡ các bạn. Cái loại bơm mỡ này hiện tại đang thông dụng nhất, đang được anh em sử dụng nhiều nhất, tại vì cái tính cơ động. Anh em nào mà đang xài những cái máy mà mình thấy nhiều nhất là máy múc các bạn, máy xúc á. Đó, và rất là nhiều cái máy xài cái bơm mỡ trực tiếp các bạn. Đó, thì đây, cái kẹp này chúng ta nó sẽ khớp y với cái đầu trong cái OB bạc đàn hoặc là cái những cái chỗ mà máy mỡ đó. Đó, thì cái này nó hay cái là nó kẹp nhanh các bạn. Nó ôm rất là sát cái kia nên khi bơm mỡ nó không có ói, không xì ra nha các bạn. Đó, đây là cái đầu kẹp mỡ nó nhanh. Đó, thì anh em mua cái này gọi là cái đầu bơm mỡ nha. Giá là 50.000 một cái, còn sắt, còn dây da nè. Đây các bạn, ví dụ như anh em mà đi chợ mua một cái cọng dây điện về hay là mua trong shop trong đồ gì đó thì tất nhiên là nó sẽ không bao giờ mà nó vừa in được các bạn. Thì hoặc là những cái đồ bằng da chúng ta không cần bấm lỗ thì chúng ta mua cái này, nhưng vậy chúng ta đi dành trong nhà chúng ta bấm 100.000 thôi các bạn. Mình thấy đồ này sau khi giảm giá 20% thì còn giá khá là rẻ đó các bạn. Thì trong đây có rất là nhiều lỗ các bạn, như là 6 cái lỗ. 6 lỗ thì 6 cửa nha các bạn. Đây này. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm như thế này. Đó. Đây, chúng ta sẽ bấm được cái lỗ tròn quay như này. Đó, chúng ta sẽ. Đây các bạn. Đây không những đồ da mà những cái đồ nhựa như này chúng ta bấm cái lỗ rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Ví dụ như dây địch nhanh chúng ta mua đi mua cọng dây địch về hoặc là túi sách túi đồ nó có cái lỗ chúng ta càng gài đó, bấm rất là ngọt, lỗ sắc bén luôn á, còn nguyên luôn đó. Thì một cái kéo như này gọi là anh em mua gọi là cái kéo bấm lỗ địch nha, kéo bấm lỗ đó, giá là chỉ có 100.000 một cái thôi các bạn. Hàng là chính hãng Kabushi, anh em yên tâm nha. Đây các bạn, các cái cửa lỗ là nó có này các bạn, 2.5 này, 3 mili này, 3.5 nè, 4.5 và 5. Cắt lỗ luôn. Đây các bạn, hôm nay thì mình có về cho anh em là cái một cái vỉ mũi vít các bạn. Nó nhìn như là một cái vỉ kẹo đó, nhưng mà trong đây là mũi, cái là mũi nha. Nếu anh em có nhu cầu mua lẻ từng mũi thì mình vẫn bán cho bạn, mình chỉ cần xé ra như thế này thôi. Bán cho bạn một cái mũi nó nằm trong bọc này.
mũi hàng này á, để mình lấy cho em coi cái mũi dài này. Đây là cái mũi dài mình đang bán lẻ là 15 ngàn một cây. Đó. Đây bạn, nhìn cái mũi, cái thân nó thon này. Cái thân thon này nó rất là hay nha, chúng ta có thể luồn vô những cái lỗ. Chúng ta có thể luồn vào những cái lỗ sau được. Đó. Có hàng này là hàng Kawashi Japan, có logo hãng Hoa luôn. Đó. BH2. Cái đầu này là nó dài 10 phân. Đó. Còn thì nó tất nhiên là mình sẽ bán cho anh em với tất cả nhu cầu luôn. Ví dụ như anh em muốn mua mũi 5 phân, à, mũi này mua mũi 7 phân các bạn. Mũi này là mũi 7 cm. Đó các bạn, mũi này 7 phân nha các bạn. Đó, mũi ngắn là mũi 7 phân này. Đó các bạn, thì cái mũi này á, là mũi 10, để mình coi bao nhiêu, 10 phân. Đó, anh em mua cái mũi này một vĩ là 10 cây này, là 9 chọc nha. Mà nếu mua lẻ thì 10 ngàn một đầu. Mua nguyên vĩ á, là 10 ngàn một, 90 ngàn. Nó còn mua lẻ thì 10 ngàn một cây. Còn cái này anh em mua nguyên vĩ á, cái nồi 10 phân này. Đó, nguyên vĩ á, là giá 120 mà một đầu á, là 15 ngàn. Đó. Và băng tôn cũng chất lượng lắm nha các bạn. Đó, năm nay Kabushi ra hàng băng tôn rất là xịn luôn ạ. Anh em mua một vĩ á, 10 cây là 7 chục, mà mua một đầu á, là 10 ngàn này. Đó. Thì cái mũi này nó hình thức như vậy các bạn. Mình thấy nó khá là chắc chắn. Bây giờ anh em ra ngoài thị trường anh em mua một cái đầu bán tôn 15 ngàn mình đảm bảo không bao giờ ngon bằng cái đầu này nha. Chắc chắn không bao giờ bằng cái đầu này, mình hứa với các bạn luôn. 500 này cũng là siêu cường nha các bạn, nó không có bị rớt, nó vớ vẩn như những cái đầu kia đâu. Nó đầu bán tôn nó nhìn y như một cái đầu đều quá xịn như các bạn, đều đều quá nó 40-50 không nói rồi. Cái đầu này có 10 ngàn đâu, nếu mua vậy chi tính ra có 7 ngàn các bạn. Đầu bán tôn rất đẹp, rất xịn luôn á. Thì cái vấn đề lớn nhất của đầu băng tôn là nó bị rớt cục 500, mà cái con này thì giải quyết được nha các bạn. Con này thì nó không có bị rớt. Con này thì hãng nó làm rất là kỹ càng cái này. 500 này các bạn, 500 siêu hút này. Rồi ok, 70 ngàn một vĩ, một đầu là 10 ngàn. Rồi hôm nay là, đây là rất là nhiều anh yêu cầu này. Do ngày xưa các bạn, ngày xưa là người ta thiết kế dạng 3 đầu. 3 đầu thì cái đầu 3/8 là nó không có thông dụng các bạn. Nhiều anh em là thích mua cái đầu 1/2 thôi. À, nhưng mà đầu 1/4 cũng dùng rất nhiều nha. Đầu 1/4 và 1/2 là dùng nhiều nhất. Nên hãng đã nghe lời, nghe lắng nghe khách hàng, người ta đã bỏ đi cái đầu 3/8 đi. Còn cuối cùng còn lại được đầu 1/2 và đầu 1/4. Đó, đây là bộ socket. Đầu rất đẹp nha các bạn. Làm từng chi tiết rất là chỉnh. Chỉnh chu. Đó. Thấy không? Năm nay nói chung là Kabushi nó phát triển hơn nhiều rồi các bạn. Thương hiệu nó cũng đầy đủ rồi. Đồ thì nó đẹp hơn rất nhiều mà. Đến cái vỏ của nó người ta cũng gắt luôn cái nhập nổi cái logo này. Đó. Rồi có tem chống hàng giả đàng hoàng, 40 ngàn cho một bộ socket nha bạn. Anh em mua bộ này gọi là bộ socket 40 ngàn. Rồi cái đầu bơm hơi bằng động thao này. Cái đầu này thì 40 ngàn một đầu nha các bạn. Đó. Hàng này thì chúng ta bơm xe. Nhiều anh hồi kia mình có nhập cái này về, anh nhiều anh kêu là cái đầu này thì xài mãi không thấy nó hư. Thật sự là nó rất là ngon các bạn. Anh em nào đang làm sửa xe hay bơm gia đình rồi đó, mua cái đầu như này. Đó, đầu bơm hơi nha các bạn, đầu bơm hơi thì 40 ngàn một đầu. Bằng đồng nha, hàng bằng đồng nó mới bền. Anh em mua mấy cái 15-20 ngàn dễ bữa nó hư liền à. Đó, 40 ngàn một đầu. Rồi hôm nay mình về được cho anh em mấy anh em làm điện tử này. Mấy anh em làm điện tử mà cần một cái vít để xài điện tử các bạn. Thì mình đã có cái này. Con này thì công nghệ mới, người ta xào đầy tay xe luôn. Trong bộ này thì đây các bạn, anh em mấy anh em mà hay sửa máy mới biết những cái đầu này nó lợi hại cỡ nào. Những cái đầu mà đầu nhỏ nhỏ này có thể luồn vô tất cả những cái lỗ vít các bạn. Đây đặc biệt là cái mũi này, cái mũi này mới mũi giá trị này các bạn. Đó, đầu này là đầu thon gọn luồn vô những cái lỗ máy đó. Đó. Rồi có một cái đầu và nó có một cái đầu ba ke, một đầu dẹp và một cái đầu đây để chúng ta nối các bạn, nối để chúng ta nối với những cái đầu này. 1 2 3 4 5 6 7 8 16 cái đầu này nữa các bạn. Ở trong đó có ba ke BH1, BH2, đầu trừ, đầu lục giác và đầu hoa thị nha. Đó, đây là con máy chúng ta. Thì nó sẽ có xem một cái đầu sạc UVC này. Đó, con này là công nghệ tai xe rồi. Đây, thì cái này là lật thì bình thường nha bạn, chúng ta mở đồ nhỏ mà sửa máy, sửa đồ hay là những con cứng quá thì chúng ta đã có máy lớn rồi. Đây, cầm cho nó gọn rồi. Nó là một cây tô vít điện thôi. Này, là chúng ta để như vậy, chúng ta mở. Ví dụ như những cái máy bình thường, máy nhẹ, ốc nhẹ các bạn. Đó, mở tới thì gạt tới và mở lui gạt lui thôi các bạn, một tốc độ thôi nha các bạn. Tốc độ này nó cũng tương đối là bình thường, nó không có nhanh.
mà nói vậy chứ nó khỏe lắm nha các bạn, không đến nỗi mà yếu đâu, con này không có yếu đâu nha các bạn. Đó, nó ra vô thì chúng ta chỉ việc là đơn giản nha các bạn. Thì hàng này thì được mình bảo hành 6 tháng nha các bạn. Những cái hàng này 500 rất là cứng các bạn. Đó, 500 rất là cứng. Thì con này là con gọi là vít điện nhỏ nha. Đó, vít điện nhỏ này thì mình bán với giá là đây, 400 ngàn một bộ như thế này. Đây là con nhỏ này. Tại vì hôm nay mình có hai con, là con nhỏ này là 4 ngàn, có logo chính thức Kawasaki nha các bạn, hàng chất lượng nha, không có hàng nhái hàng đồ, anh em yên tâm đi. Rồi đây là cái con lớn này các bạn, con lớn này thì nó 530 ngàn. Đây thì cái bộ này thì nói chung là nó cũng như con kia thôi, nhưng mà đều được cái là nó to hơn, khỏe hơn. Trong này thì cũng có cọng cáp này, có bộ này bài bản các bạn, có một, nó cũng có hai cái đầu giống vậy và một mớ cái đầu kia, tuy nhiên là cái số lượng đầu kia nó nhiều các bạn, cái số lượng đầu kia thì nó nhiều này, rất nhiều này, và cái nhân vật chính chúng ta nằm đây. Con này thì chắc nhiên là nó sẽ to hơn con kia, nó sẽ khỏe hơn nha các bạn. Nó nút thì chúng ta phụ thuộc vào tới lui, chúng ta bấm đâu là nó chạy đó, rất mạnh. Sạc thì đầu này sạc taxi. Bóp đâu là chạy đó nha các bạn. Những cái dòng này thì tốc độ như này thì không cần điều tốc đâu nha các bạn, bóp là chạy. Rồi một cái hộp đẹp lắm, hộp rất là đẹp luôn. Bộ vít lớn này là 530 ngàn bao ship nha các bạn, nó hàng của Kawasaki chính hãng luôn, có tem đây các bạn. Hôm nay mình về cho anh em ba loại da rọc giấy với ba giá tiền khác nhau để cho anh em được thoải mái mà lựa chọn luôn nha. Đó, ngày xưa thì có một, bây giờ tới ba. Trong này thì giá sẽ là 20, 30, 35. Đó. Con nào thì cũng chất lượng nha các bạn. Hàng này thì nói chung là vỏ nhựa, vỏ đồ nó thì chất lượng này. Con này cũng đẹp, con này cũng được. Đó. Và hộp lưỡi này các bạn, hộp lưỡi 15 ngàn. Hộp lưỡi này là 15 ngàn một hộp. Trong đó có 10 lưỡi, lưỡi đen. Nói chung là cái lưỡi đen này là ngon nhất nha các bạn. Đó. Cắt lâu, lâu lục lắm. Bởi vậy nên tất cả những lưỡi mà người ta trang bị sẵn cho những cái con này là đều là lưỡi đen hết nè các bạn. Lưỡi trắng dữ lắm nha các bạn, lưỡi trắng mình không nhận nữa, bén lắm. Rồi con này là 20 nha các bạn. Anh em muốn mua da rọc giấy cứ gọi giá tiền nha, tại vì mình có 3 loại là anh em kêu con da rọc giấy 20, con da rọc giấy 30 hoặc là con da rọc giấy 35 cành. Con này thì để mình review luôn con này cho. Con này thì cán to này, con này được cái các bạn, trong 3 con thì con này duy nhất này được có chỗ để lưỡi này. Chúng ta đựng được như là 8 lưỡi trong này. Ngày xưa mình cũng bán cái này rồi, con này thì anh em cũng mua nhiều lắm. Và con này nữa các bạn, con kia thì trần nha, con hàng này có hộp, con này 35 ngàn này các bạn. Con này thì cái cán nó cũng chả đựng được cái lưỡi này hết, nhưng mà thiết kế có vẻ là hầm hố hơn. Mình cũng rất là mê da rọc giấy các bạn, thì trong nhà mình hiện tại đang có 5 loại da rọc giấy, có từ loại thấp cấp tới cao cấp luôn các bạn. Nếu mà anh em muốn mua loại cao cấp nữa thì mình vẫn có mà, 100 ngàn một cây vẫn có nha. Con này thì mượt cán đồ thì có thêm sắt thép thì cho nó cứng cáp này. Rồi ba mẫu nha các bạn, ba mẫu thì chúng ta sẽ ok. Rồi một cái đầu tứ cây 25 ngàn, vò tứ cây, anh em mua cái này gọi là cái vò tứ cây thôi. Cái này thì chúng ta ở nhà thì chúng ta nó đã có sẵn khơm nối nhanh rồi đó, chúng ta mua cái này chúng ta gắn vô, chúng ta tưới vặn ra vặn vô nhà để thay đổi cái độ phun các bạn. Đơn giản nha các bạn, bạn ra bạn vô để thay đổi độ phun. Đây là khớp nối nhanh này các bạn, con này thì có khả năng nối nhanh được rất là nhiều loại đầu nối nhanh này các bạn, tại vì nó đa năng. Đầu tứ cây đây, anh nào mà đang tưới cây cảnh rồi đó, chúng ta mua cái này tưới 25 ngàn một cái. Đây các bạn, cái này là cái rất là hay này, đây là cái tô vít đa năng các bạn. Trước giờ mình có bán rồi, cái này thì ngoài Kawasaki là hàng Nhật thôi, mình thấy nó hay nên mình mang. À đây Kawasaki luôn các bạn này, nhưng mà con này nó không có màu cam. Con này thì có khả năng là nghiêng được 180 độ các bạn, nghiêng qua nghiêng về này, để chi để xài trong những cái chỗ hẹp các bạn, hoặc là những chỗ nghiêng các bạn, chúng ta không thể nào mà thao tác được dễ dàng. Và có chức năng là đảo chiều này, mũi vít này. Đó, anh em xài anh em thử rất là thích cái này nha. Đó.
Thì cái cán tua vít này thì giá là 140.000 nha các bạn, 140.000 cho một cái cây tua. À quên, mình quên nói cái cây này trong cái cán nó là nó có một số cái đầu này đó. Hoặc là chúng ta có thể kết nối với cái này với rất là nhiều loại mũi vít nữa, nhưng mà trong này nó có sẵn rồi, chúng ta cái việc xài thôi. Rồi một cái cán tua vít đa năng giá là 140. Rồi búa nhựa, búa cao su này các bạn, cái búa này là cái búa cao su dành mấy anh em làm xe máy hay dùng để gõ lóc nồi rồi đó, gõ đồ ấy cho nó khỏi có để lại dấu vết rồi đó. 45.000 một cái búa cao su nha. Loại này là 33mm, một đầu cao su một đầu nhựa. Rồi tô vít này các bạn, tô vít đây được này, về cái loại tô vít này khá là nhiều anh em yêu cầu. Con này thì tô vít này dành cho thợ điện nha các bạn, cái mũi nó dài kinh khủng nha các bạn, cái mũi này dài 20 phân. Ở hai đầu này là nó tôi rất là kỹ, hai cái đầu đen này y như cái loại mũi vít lúc nãy mà mình giới thiệu các bạn, nó tôi kỹ vậy bạn. Đây là dùng tay nhưng mà nó tôi theo kiểu nó dùng máy luôn á. Cái đầu này anh em xài yên tâm, chỉ có mắt thôi chứ không có hư đâu. Có cái đầu này là 20 phân này, nó cái cán nữa các bạn, cán này thì cứ đưa vô là có 500 giữ lại luôn đó. Và rất là chắc chắn, một cây tô vít như vậy dài 20 phân mà chỉ có 35.000 thôi đó. Rồi tiếp theo là cái bộ vít điện tử này. Cái bộ này thì mình thấy cái bộ này là nó xài nhiều nhất các bạn, 24 chi tiết này. Còn mới chưa có mở nha, nhưng mới nhìn rất là giống một cái bóc sạc dự phòng, nhưng mà mở ra thì trong này nó một bầu trời công nghệ luôn. Trong này là nó có một cái cán tô vít và rất là nhiều cái đầu nhỏ. Anh em nào đang sửa điện thoại hay là cần sửa những cái đồng hồ máy tính ở trong nhà đó, rất là nhiều cái đầu khó nha các bạn. Ví dụ như có những cái đầu tam giác này, những cái đầu mà chưa mình ít lâu lâu vẫn gặp những cái đầu vít khó nhặt như này, hình đường anh em mua đồ nhặt hay gặp, và rất nhiều đầu trong này. Chúng ta có thể mở được điện thoại iPhone rồi các bạn, những cái đầu bé họ thì bé tí tí như thế này các bạn, nhỏ xí này luôn. Đây có những cái đầu nó siêu nhỏ, cái đầu năm cạnh nữa các bạn. Đây là năm cạnh này, rất là nhiều loại. 3K thì có 3K nhỏ tí tí luôn, đây là đầu 3 cạnh luôn các bạn, không phải 3K nữa. Đây là mấy cái đầu 3K nhỏ lớn này. Rồi trong một cái hộp như này giá 140. Anh em mua cái này gọi là bộ vít điện tử nha, 140.000. Cái cắt tôn mỏ xéo các bạn, cái dòng này là dòng được anh em mua nhiều nhất, tại vì khi chúng ta cắt thì cái mỏ nó ở dưới mà cái tay chúng ta ở trên, mình mới gọi nó là cái kìm cắt tôn cộng lực mỏ xéo đó. Khi chúng ta cắt cái tôn này thì nó sẽ tạo ra một cái lực cắt rất là nhẹ nhàng, cái lực cắt của nó rất là nhẹ nhàng, và mỏ nó xéo các bạn, khi cắt thì nó sẽ như thế này, không có đụng tay nha. Nó ra đời cái con này nó giải quyết nhiều vấn đề cho mấy anh thợ tôn. 130.000, 170.000 một cây. Kìm mỏ quả các bạn size 12 inch, cái size này là size lớn nhất của con kìm mỏ quả rồi đó các bạn. 130.000 này các bạn, kìm mỏ quả carbon. Con này là size là 30cm nha, size dài 30 này. 12 inch 130.000. Đây các bạn, đầu tiên là cái kìm bấm rive các bạn. Cái kìm này là cái kìm có cánh tay đòn, dùng để bấm rivi nắp các bạn. Cái kìm này nó cao cấp nha các bạn, bên mình đang có hai loại kìm đó. Thì cái kìm này thì giá bình thường nó là gần 200.000 nè, bây giờ mình giảm còn 180 này, giảm 20% còn 180 nha các bạn đó. Thì nói chung là giảm 20-25%, hoặc có những cái giảm 10% hay là 5% gì cũng có nha các bạn, không phải là đa số, nhưng mà đa số là 20% lên đó. Mình có hai loại kìm, anh em có thể mua gọi là cái kìm rivi chuyên dùng bấm inox này các bạn. Cái kìm này á, mình cũng đã gặp những cái khách mà ở quê mình mua xài 4 năm chưa hư cái kìm này các bạn. Đó, bấm rất là đã luôn. Nói chung là đồ này mình thấy rất là ok, nên được này bán lại nha các bạn. Mình cũng đắn đo rất là nhiều hãng rồi, nhưng mà mình vẫn thích Kabushi các bạn. Đây, tiếp theo là cái kìm rivi này nè các bạn. Đó, kìm rivi này thì bình thường giá tầm khoảng 130-140, hôm nay chương trình giảm còn 101 này. Đây, thì anh em mua kìm rivi inox là 180 cành các bạn. Đây, 180 cành này. Đó. Rồi cái kìm rivi thường là 101 nha các bạn. Đó. Tiếp theo là qua bên đây, keo bếp. Keo bếp này thì anh em thông cảm là nó không được giảm giá nha các bạn, vì cái keo bếp này là vẫn là 100.000 thôi. Đó.
Thì bên mình chuẩn bị về cho anh em một cái dòng kéo bếp nó rẻ, rất là rẻ, giống y chang này mà rất rẻ luôn các bạn. Đó là mình bán cho anh em nào ân giá rẻ nha. Chứ còn những cái sản phẩm Kabushi mà có đóng cái tem chống hàng giả như này á, thì thật sự là không có được cái giá tốt đâu các bạn. Không có được giá rẻ đâu, bởi vì tiền nào thì của đó bạn. Một cái kéo này chúng ta có thể xài bằng 10 cái kéo kia lận. 100.000 một cái kéo bếp này. Rồi, kéo bấm cành. Đây, kéo bấm cành thì từ 150 xuống còn 120 các bạn. Hay sau chương trình này thì nó sẽ vượt lên 150 trở lại thôi. Cái bấm cành, cái dòng này là dòng ngon nhất. Theo SK5 mà có cái thiết kế cánh tay như thế này là cái dòng này là cái lưỡi nó bén nhất trong cái hệ sinh thái của nó luôn mà. Đó. Bên đây mình có cái mỏ hàng. Mỏ hàng. Đây, mỏ hàng này thì thường thường nó sẽ rơi vào khoảng 200.000 hoặc là 201. Bây giờ là giá 170 này các bạn. Đó, 170.000. Đó. Sau chương trình này thì nó sẽ tăng lên khoảng hơn 200 tí. Cái con này là mỏ hàng tự ra dây nha các bạn. Đây là cái cục ra dây của nó này. Anh em gắn vô cái đuôi. Đó. Khi mà anh em bóp cò thì nó sẽ đẩy cái cọng chì chúng ta ra và nó sẽ đốt nóng cái đầu này luôn. Rất là tiện các bạn. Giá là 170 cành, mỏ hàng tự động này. Đó. Về bằng súng bắn keo các bạn. Súng bắn keo các bạn. 160 còn 130. Đây. Súng bắn keo nến. Thì cái súng này thì nó là loại lớn các bạn. Loại này nó tới 60W. Con này thì bán cực kỳ sướng luôn, loại keo lớn này các bạn. Ở dưới mình có cái súng bắn keo nhỏ này. Cái súng nhỏ thì nó chỉ có 75.000. Anh em mua gọi là cái súng bắn keo lớn là 130, còn súng bắn keo nhỏ là dành cho keo nhỏ. 75.000. Bên đây mình có mỏ hàng loại thường. Mỏ hàng thì mình có hai loại, ba loại nha các bạn. Loại là tự động. Đây là loại chỉnh nhiệt, đây là loại thường này. Loại thường thì dòng này là 80W các bạn. Đó. Mỏ hàng cầm tay thường 75.000. Rồi, cao cấp hơn một xí nó có cái loại mỏ hàng chỉnh nhiệt độ. Mỏ hàng chỉnh nhiệt độ là cái loại mà mỏ hàng nó có cái thân hình trong nha các bạn, và nó có một cái đốm chỉnh nhiệt độ thì chúng ta có thể chỉnh được tối đa là 450 độ C. Đó, rất là nóng. Đây các bạn, đây là cái mỏ hàng chúng ta. Rồi, giá là mỏ hàng thường á là 75 cành, mỏ hàng chỉnh nhiệt độ là 120 cành. Bên đây mình có một cái đầu mở ống nước gãy. Đây. Đây là dành cho mấy anh em đi thi công điện nước, là bắt buộc phải có một cái này, chúng ta bỏ gì vô sách nha các bạn. Đó. Khi nào mà ví dụ như chúng ta bị ra trong ra ngoài đó nó kẹt, đóng cái này vô chúng ta taro ngược ra là nó mở. Một dụng cụ mở ống nước 45 cành này. Rồi, ở bên đây là cây súng xịt sơn. Cái súng này giảm rất là nhiều nè các bạn, 70.000 còn có 50 thôi. Một cái súng xịt hơi Kabushi các bạn. Con này có hai vòi nha. Đây là một cái vòi dài, một vòi ngắn. Đó, nó có hai vòi thì 50 cành súng xịt hơi. Rồi, kéo tỉa cây cảnh các bạn. Kéo này thì 80 cành còn 65 này. Đó. Kéo tỉa cây cảnh 65 cành. Đây là tỉa những cái nhánh nhỏ trong nách trong độ các bạn. Tiếp theo là cờ lê đa năng hai đầu. Con này thì nó có thể mở từ ốc 8 cho tới ốc 42. Cái này thì mình nghĩ là gia đình nên có một cây, tại vì thường thường chúng ta không thể nào mà sắm nguyên bộ cờ lê trong nhà đâu các bạn. Thì chúng ta cứ sắm một cây thôi, mở những cái đồ nó bình thường, đơn giản thì được ha. 120 cành. Súng revolver mình giới thiệu rồi nha các bạn, 120, 101 loại thường và 108 là loại cao cấp. Rồi, bộ lục giác 7 màu. Đây các bạn, bộ nó rất đẹp luôn các bạn. Cái bộ này công nhận thiết kế siêu đẹp luôn mà, 7 màu. Mình nói 7 màu chứ nó hơn 7 màu nha bạn, 9 màu á. Lục 7 màu này, 180 cành. Rồi, một cái cờ lê 8 đầu dành cho mấy anh em mà cũng là dân amateur, dân xài gia đình, 140k, rất rẻ luôn các bạn. Và bên này mình có súng bắn keo. Súng bắn keo mình đây nha các bạn. Đợt trước là cái súng này là 100 cành này các bạn, giờ còn 85 cành. Đó. Thì nó giảm đâu đó 15%. Còn cái súng này là 90 cành còn 65 cành, cũng giảm đâu đó 15 đến 20% này. Thì cái hai cái súng này nó có ưu điểm như thế này các bạn. Đây là cái súng này á là nó được cái là nó rất là chắc chắn. Cánh tay đòn rất là khỏe các bạn. Có nhiều anh mua cái những cái cây súng bình thường ấy, mười mấy, hai ba chục ngàn các bạn, bấm ít bữa nó gãy vô này. Thì con này á nó rất là xịn nha các bạn. Con này thì giá bình thường nó 100.000, hôm nay trong chương trình này còn 85.000 này các bạn. Tuy nhiên là cái dòng này á nó không có chế độ ngắt keo các bạn. Nó được cái là nó khỏe, nó này kia. Nhưng mà khi chúng ta bấm xong chúng ta muốn ngắt keo, chúng ta chống trào, chúng bấm cái lúc này nó biết chống trào nha các bạn. Đó. 85 cành. Còn cái con này tuy nó rẻ hơn nhưng mà nó lại có những cái tính năng ưu việt hơn các bạn. Thì anh em muốn cái nào thích cái nào xài cái đó thôi.
Con này nó có hai tính năng ưu việt. Thứ nhất á là cắt keo này bạn. Đây là cái lỗ để chúng ta đút chai keo cho cắt này các bạn. Đó, thường thường anh em mua chai keo gì không biết cắt đâu, đút vào đây cắt này. Nó có sẵn lưỡi dao này các bạn. Đó. Thứ hai là con này chống ói nha. Ví dụ như chúng ta bóp. Đó, bóp đó là tự động nó sẽ đỡ ngược cái đây lại các bạn. Nó chống ói keo. Đó, đây là hai tính năng rất là hay của cái cây súng bắn keo này. Thì anh em, nhưng mà ngược lại thì cái chất thép của nó không bằng, cái này tôn nó mỏng hơn. Đó, thì anh em thích cái nào mua cái đó. Thì ở đây anh em gọi là cái súng silicone loại tốt và cái chống thôi là thường nha. 65 và 85, giá rất là hữu nghị luôn á. Rồi, một đĩa đá cắt các bạn. Đó, bình thường nó là 150, thì trong chương trình này nó là 125 này các bạn. Một lóc như là 25 miếng, mình bán nguyên lóc nha. 125 cành, một lóc đá cắt là 125 cành này. Đó, nguyên lóc. Rồi. Hôm nay mình tiếp tục về lại cái loại mà ke 500 các bạn. Ke 500 thì nó có 3 loại như ngày xưa thôi, nhưng mà đợt này mình đặt cái loại này nó xịn sò hơn, nó chất lượng hơn. Này, nó đẹp hơn nữa các bạn. Cái này là dòng có thể hít được 45 độ này, 90 độ và 130 mấy độ. Nó giúp cái việc hàng chúng ta trở nên nó đơn giản hơn. Tại vì ngày xưa muốn hàng phải có người giữ, người vịn hay là anh em amateur các bạn tự làm á, nó không có được dễ đâu. Trong cái nghề thì chúng ta phải cần cái này để chúng ta canh góc cho nó chuẩn này, rồi khỏi phải vịn nữa các bạn. Đây là cái loại nhỏ này, nó có thể chịu được 30 kg, 65 cành. Cái trung các bạn là chịu được 60 kg nha các bạn. Loại trung này nó hít rất là cứng nha. 60 kg là 90 cành, và cái loại lớn nhất là 80 kg là 145 cành. Ba loại các bạn, các bạn em quan sát lại giá đi. Rồi, về phía ở dưới này các bạn, những cái phần này thì mình không teo được thì mình sẽ để ở dưới này. Mình sẽ có một cái súng sơn mini các bạn. Cái này là dành cho mấy anh em mà sơn những cái đồ mỹ nghệ, mỹ thuật á. Nó nhỏ. Đây, cái bình sơn nó chỉ 150, nó khoảng 200ml thôi. Cái súng này thì được cái là dễ thương các bạn, rất là dễ thương. Đây. Anh em nào mà sơn những cái đồ nhỏ các bạn, hay là chúng ta sơn chi tiết nhỏ, thì chúng ta chỉ mua cái súng này, rất rẻ. Đó. Con này là K3, súng được sơn tính điện màu đen rất đẹp này. Đó. Đầu thì mini nhỏ này, nên anh em hôm sau mình sẽ về cho anh em cái loại nó to hơn. Hôm nay thì nó chỉ có cái dòng này thôi các bạn. Đây, đầy đủ là chỉnh sơn trước này, chỉnh gió và chỉnh khí, chỉnh sơn ra đầy đủ hết các bạn. 3 nút, đây là công tắc rất là nhỏ các bạn. Anh em lưu ý là cái súng này, cái bình này nó chỉ có 200ml thôi, chứ không phải là lớn nha, rất là nhỏ gọn, đẹp mắt nữa các bạn. Rồi, súng sơn mini trong bộ này thì nó có một cái chổi và một cái bóp và một cái ái thôi nha các bạn, không có gì nhiều đâu. Đó, súng sơn mini này các bạn, một cây như thế này chỉ có 160 cành thôi. Đây. Rồi, kìm hàng các bạn. Đây, cái kìm hàng Kabushi nó rất là dễ thương, mình phải gọi là rất đẹp luôn các bạn. Hôm trước thì mình có cái dòng kìm hàng kia nó hơi to, anh em là ngại xài, nhưng mà cái kìm này nó vô cùng đẹp luôn các bạn. Đây, nhỏ gọn, chịu được 600 ampe. Anh em xài mấy hàng gia đình, gia đồ hay là đi công trình rồi đó các bạn, là vô tư, thoải mái nha các bạn. 600-800 ampe này các bạn, cái kìm rất là nhỏ như thế này thôi, đẹp nữa các bạn. Đây là con ốc của nó này. Rồi, cái kìm hàng này giá chỉ có 100 cành. Đây, cái kìm hàng 100 ngàn thôi. Rồi, về thước kẹp các bạn. Thước kẹp thì của Kabushi nó rất là dễ chịu. Cái thước kẹp điện tử xịn sò mà chỉ có 300 mấy thôi các bạn. Còn bên Total nó tới 650 ngàn. Không thể nào tiếp cận được. Còn bên này nó cũng rất rẻ. Ở đây mình có cái thước kẹp cơ này các bạn. Kẹp cơ loại này là loại 15cm này. Những cái thước này thì anh em xài cơ khí bình thường chúng ta hay dùng lắm. Đẹp, nhỏ gọn, chính xác, giá rẻ nữa bạn, 160 cành một cây thôi. Đây là cái thước kẹp cơ nha, anh em mua gọi là thước kẹp cơ 15cm. Đó. Còn đây là cái thước kẹp cơ nhưng mà nó là dài hơn, nó 20cm. Thì cái này cũng, mình thấy là cũng rất nhiều người hỏi đây. 20cm này các bạn. Đó, loại dài này. Thì cái loại dài này nó là 240 cành nha các bạn. Nó đắt hơn 80 ngàn. Đây. Đó, anh em mua loại kẹp cơ á, nhỏ 15 á, là 160 này. Loại này là 240. Còn cái loại này á các bạn,
sau khi giảm giá 20% thì nó chỉ còn lại có 360 cành. Đây. Trong bộ nó thì nó sẽ có pin sẵn các bạn và pin xe cua. Đây một cái tô vít để chúng ta thay pin. Con này thiết kế cực kỳ đẹp luôn nha bạn, mình thích nó rất là đẹp luôn á. Chắc chắn nguyên khối bằng kim loại này. Cái này hình như là chúng ta hình như là chưa bỏ pin các bạn. Chưa bỏ pin nha các bạn. Thì khi chúng ta về chúng ta mở cái nắp này ra này, chúng ta lắp thắp pin vô đây. Ở đây thì cái thước, các bạn nhìn cái thước nhìn nó khác hẳn như những cái thước bình thường liền các bạn. Hàng Nhật nó có khác nha. Hộp thiết đồ nó cũng ngon lành. Rồi kẹp điện tử là 350 cành. Rất rẻ. Rồi bên này thì mình có được cái hộp lưỡi dao rọc giấy này các bạn. Rồi tiếp theo là lưỡi dao rọc giấy này các bạn. Lưỡi dao này thì anh em yên tâm nha, mình có thời gian là 4 năm để xài cái sản phẩm này rồi. Anh em yên tâm, từ cái ngày mà mình sử dụng cái dao rọc giấy để có hàng thì mình xài 100% là lưỡi dao này luôn. Đây các bạn, một hộp 10 lưỡi này. Rất là bén. Bén, rất bén mà còn lau lục các bạn. Cái quan trọng là cái lau lục á. Chứ còn mà cái bén thì nó cũng, cái nào cũng bén. Đó, một hộp 10 lưỡi như này mà chỉ có 15 ngàn thôi. Bây giờ là chương trình giảm giá là còn có 15 ngàn thôi bạn. Giảm 25% luôn. 15 ngàn một hộp dao rọc giấy nha các bạn. Đó. Rồi, ở đây bên đây mình có cái kéo thợ may. Đây, kéo thợ may thì của nó chỉ có 150 các bạn, quá rẻ đi. Đó, giá này là giá đã thanh lý rồi đó các bạn, quên, giá đã giảm 20% rồi đó. Đây, bên đây thì cái cắt vải mà nói chung mình cắt nhựa như thế này thì nó quá đơn giản rồi. Anh em nào mà nhà chúng ta hay có người làm thợ may đó các bạn, đảm bảo kéo này không làm mấy chị thất vọng đâu. Rồi, kéo cắt vải 150 cành. Rồi tiếp theo là bộ kìm của Kabushi. Kìm thì mình cũng sau thời gian thì mình cũng đúc kết được hai bộ kìm tâm huyết nhất của mình đây các bạn. Đây. Thì nó cũng chỉ loanh quanh hai bộ này thôi. Đó, anh em mà muốn bộ kìm bình dân mà chúng ta hay đi làm nhất á, là bộ này. Còn anh em nào muốn tiếp cận với những cái đồ nó cao cấp hơn chút, là bộ kìm này nè các bạn. Bộ kìm này thì nó xuất thị trường Đức nha. Đó, thì bây giờ mình giới thiệu bộ kìm này trước các bạn. Đây là bộ kìm mình gọi là bộ kìm thường á. Đây các bạn. Bộ kìm thường này. Đó, đợt này nó làm cái mẫu rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Cán đồ bây giờ là nó làm chỉnh chu lắm. Đây là cái kìm bằng nó này. 8 inch vừa cỡ các bạn. Trong này là đóng hoàn toàn là chữ Nhật hết. Có đóng chữ nổi luôn. Hàng chính hãng nha các bạn. Anh em yên tâm có cái tem chính hãng bên mình nè các bạn. Anh em nào tìm ra hàng giả thì mình đền gấp 3 lần. Ở đây thì mình có 3 cây. Nếu như anh em mua lẻ thì cứ 75 ngàn cây nha các bạn. Còn mua bộ thì các bạn, mua bộ thì 201 nha các bạn. Anh em mua bộ thì 201. Còn mua lẻ thì 75 ngàn cây. Bên đây là cái bộ kìm cao cấp này các bạn. Nó cũng 8 in, size 8 in thôi. Con này là hàng xuất Đức này các bạn. Còn cái kìm này thì nó rất là xịn. Đây, nó có CRV này, 20mm này. Kìm này cao cấp, rất cao cấp luôn. Nhiều anh mê cái kìm này nhưng mà bây giờ mình mới đem lại các bạn. Có nhiều người hồi xưa mua đồ nghề mình cứ bây giờ cứ quay lại hỏi Kabushi thôi, chứ mình đưa cái hãng gì ra cũng không chịu các bạn. Đó là do cái hàng này nó tốt nên người ta rất là mê cái kìm cái dòng này. Rồi, cứ một cây là 150 nha các bạn. Anh em mua cái kìm bằng cắt hay là cái kìm nhọn đó thì chúng ta cứ báo kìm đất nha các bạn. Rồi, bên này mình có cái kìm chết này các bạn. Kìm chết này giá bình thường 160 nha các bạn. Hôm nay giảm còn 130 đấy. Đó, kìm chết này. Kìm chết này nó có cái tay bọc. Cái dòng này là cũng tốt nhất của nó rồi. Thép này rất cứng nha các bạn. Thì thép CRV. Nhưng mà cái kìm này nó có được cái tay bọc nó êm, anh em làm việc nó không có bị đau tay. 130 này các bạn. Anh em nào mà làm bên dây điện các bạn,
có cái kìm cắt dây cáp này 90.000 thôi, giá gốc nó tới 100 mấy lần á. Kìm cắt dây cáp này các bạn. Bên đây thì mình có cưa, đợt này thì mình có rất là nhiều loại cưa, 3 loại cưa. Đầu tiên là cái cưa này là cái cưa phổ thông nhất mà anh em hay xài nhất này. Đây, nó đổi mẫu các bạn, cái giờ cái cán nó đẹp hơn này. Cán đường này rất đẹp luôn các bạn, cao su dẻo nhẹo à. Cán đường này quá đẹp đi. Đó. Lưỡi này các bạn, lưỡi này thì anh em yên tâm rồi, về chúng ta xài thì bao ngon. Trên lưỡi là có tem chống hàng giả luôn. Đó. Đây là cái vỏ của nó. Cái này anh em gọi là cái cưa cam nha các bạn, cưa cam. Thì anh em nói sao cũng được, cưa gì cũng được. Đó. Và khi anh em muốn thay lưỡi đơn giản lắm các bạn. Đó. Mở ra chúng ta mở đây này ra thôi. Cái ưu điểm của này là thay lưỡi dễ dàng. Nhưng mà xài anh em biết cách giũa thì một lưỡi này xài rất là lâu nó mới hư. Thép này rất là cứng nha. Đó. Nếu mà anh em mua cây cưa như thế này á, giá gốc là 9, giá gốc nó tới 130 nha các bạn. Còn giá mới này, giá thanh lý là giá giảm là 90.000 một cây. Nếu anh em có nhu cầu mua thêm lưỡi của nó các bạn, đây là cái lưỡi xe cua, anh em mua cái lưỡi xe cua này là 60 nha. Đó. Rồi tiếp theo là cái cưa này các bạn, cái cưa này thì cũng rất là nhiều người anh là thích cái cưa này đây, chỉ có 100.000 thôi các bạn. Đó. Nhưng mà cưa này là cưa hai mặt các bạn, đây lưỡi cưa kinh khủng lắm các bạn, dễ sợ lắm. Cưa này thì chắc chắn mình sẽ trải nghiệm cái cưa này đi, trước giờ mình chưa trải nghiệm cưa này. Lưỡi nó như ánh kim. Thì cái cưa này thì nó không có lưỡi đi rời, nhưng mà mai mốt anh em hư cái lưỡi này á, thì cũng có thể mua cái lưỡi sơ cua 60.000 bỏ vô nha bạn. Có cái lưỡi cưa này thì nó có được hai mặt, mặt đây, mặt mịn này và mặt thô, cưa quá đã luôn. Con này anh em gọi là cái cưa hai mặt nha, mặt trên và mặt dưới này có hai mặt này, chỉ có 100.000 thôi các bạn. Sau chương trình này là nó sẽ lên lại 150 ngay. Rồi, đối với những người mà xài dùng cây cảnh các bạn thì mình sẽ có cái cưa lách này. Anh em mà có cái cưa này thì chúng ta luồn lách vô những cái nách cây á, chúng ta cưa những cái nhánh nhỏ là ngon lành. 45.000 cho cái cưa lách nha. Đó. Rồi sủi sàn nhà, anh em nào mà đang làm nhà cần trà ron hay sủi sàn nhà cho nó sạch á, mua cái cây này 30.000 này các bạn. Rồi thước. Thước bên mình thì đợt này mình cũng chỉ dùng cái loại có lỗ ban. Lỗ ban là ở trên cái thước nó có, đây các bạn, ở trên cái thước nó sẽ có là một mặt là số này, số rất to và rõ, đằng sau là có lỗ ban luôn. Đó. Lỗ ban này rất là hay nha các bạn, người chúng ta cần rất là hay, rất cần cái này. Thì cái thước này được cái là nó rất là cứng các bạn, chúng ta có thể kéo rất là dài các bạn, để còn mình kéo ra tầm khoảng 2 mét mấy rồi đó các bạn, đây 2 mét rưỡi này mà cái thước vẫn còn rất là thẳng các bạn, chưa có bị gãy. Những cái thứ kia nó yếu thì nó sẽ gãy ngay. Rồi, cây thước mà bên mình đang có hai mẫu này, 5 mét. Đó, tất cả đều có lỗ ban hết nha các bạn. Đây thước lỗ ban này. Đó. 5 mét là 50.000 và 7 mét á, 7 mét rưỡi là 75.000. Rất là dễ nhớ luôn. Đây, 7 mét rưỡi là 75.000 này, 5 mét là 50.000. Ở đây mình có cái mũ hàng các bạn, mũ hàng lúc nãy mình nói cho các bạn đây. Khi chúng ta hàng thì chúng ta đội vô. Mũ hàng này nó giúp những cái anh mà mới hàng đó các bạn, những người hàng lâu á thì họ thường thường họ ít xài, nhưng mà chúng ta mới hàng á, mình đảm bảo các bạn là những người mà mới tập hàng dùng cái này không bị đau mắt luôn, không đau mắt này, không có phù mặt lột da gì hết trơn. Đeo một cái khẩu trang vô các bạn, trùm cái này lên là khi mà chúng ta hàng, chúng ta nhìn trực tiếp cái kính này này thì cái đốm hàng nó sẽ như cái nhang đốt cháy thôi, chứ nó không có ánh sáng luôn các bạn đó. Còn chúng ta mà không hàng á thì nó sẽ sáng nó lại, hay lắm. Mũ hàng điện tử là nó được như vậy. 320 cành. Sau chương trình này nó sẽ lên 380 nha các bạn. Mình đã giảm giá rất là sâu. Rồi, một cái bơm kiểm tra áp suất lốp các bạn. Cái này là một cái rất nhiều anh thợ gara là xài cái này rồi. 350.000. Có màn hình điện tử các bạn. Bơm lốp là bơm vô rồi kiểm tra áp suất lốp đây này luôn, rõ ràng. Giá chỉ có 350.000 thôi. Rồi về phần búa. Búa thì mình có tới 4 loại búa. Đó, đây có cái búa mini. Đây, búa mini 250g này các bạn. Búa này gọi là búa sừng dê đấy các bạn.
nhìn cái đầu nó y như con dê này, người ta gọi là búa sừng dê. Búa mini 60 cành này. Đó, búa đây là búa 0,25g. Búa 0,25g thì này, búa đóng đinh các bạn, cũng là búa búa đóng nhổ đinh này. Lột vào luôn các bạn. Đó, búa 0,25g. Con búa 0,25g là 65 cành nha. Con búa này là 65 cành này. Rồi búa nửa ký này các bạn. Búa nửa ký á là búa nửa ký là nó là này. Mẫu nó hơi khác chút. 85 cành và búa 0,75. Đây. 95 cành. Các bạn lại búa, bạn báo giá lại búa mini 65 này. Búa 0,25 là 65. Búa mini 60, búa 0,25 là 65. Búa 0 nửa ký á là 85 và búa 0,1075 là 95.000. Rồi, bên này là mình có kéo cắt ống của Kabushi. Thì cuối cùng cũng chỉ còn cái kéo này là vô địch thôi các bạn. Rất là sướng. Con kéo này cắt rất là đã luôn. Không để lại một cứ một cái ba dớ hay gì cả các bạn. Cứng cứng cáp lưỡi rất là bén, thép có lưỡi này. Ăn thua nhau là cái thép của cái lưỡi nha. 120 cành. Giá gốc là 150 cành các bạn. Trong chương trình này chỉ có 120 thôi. Rồi, dao cắt kính 60 cành, giá gốc là 70 cành. Giá trong chương trình này là 60 cành. Dao cắt kính loại xịn. Rồi này là có thể cắt được kính từ con này, như là bữa trước mình coi là nó cắt kính tới 12 ly là vô tư nha các bạn, thoải mái. Rồi. Đây, kìm tuốt dây điện loại tự động các bạn. Bóp vô là nó bóp cái dây ra đó, 101 các bạn. Rồi, bút thư điện thì mình có 3 loại luôn. Bút thư điện mình có loại này. Loại này là loại thông mạch này các bạn. Thông mạch là chúng ta đụng vô hai cái đầu á. Đây các bạn. Cái này là thợ rất là cần này các bạn, mấy anh thợ rất là cần này. Các bạn đụng vô hai đầu này các bạn là nó thông mạch này. Và có thêm tính năng thử điện này kia các kiểu nữa. Các bạn, bút thư điện thông mạch 40 cành. Bút thử điện loại cơ bản các bạn, hai đầu. Cái cầu này hai đầu rất là hay nè các bạn. Đó, mấy anh làm mà làm domino á, chúng ta làm trong những cái domino, những cái bóng điện mà nó có những cái đầu dẹp và nhiều khi nó lại có đầu tròn các bạn. Những cái bình thường nó có đầu dẹp không thôi nha. Đó, bút thư điện hai đầu là 15 cành các bạn, giá 20 cành mà giảm xuống 15 cành nha. Rồi, bút thư điện cảm ứng. Con này thì nó có thể kịp báo được số điện thế này luôn. 20 cành, con này bình thường là 35 cành, giờ bán 20 cành. Rồi, kìm cắt linh kiện các bạn. Đó, kìm cắt linh kiện mình nói là thiệt sự là trước giờ mình chưa gặp cái kìm cắt linh kiện nào mà xịn sò như cái kìm Kabushi hết trơn á. 65 cành. Đây. Kìm cắt linh kiện là con này là vô địch nha các bạn. Con này là ngon nhất trong dẫn lòng cắt linh kiện trước giờ mình xài. Giá nó đắt gấp 3 lần những cái kìm bình thường rồi. Rồi, kìm tuốt dây điện mẫu quạ này. Đó. Cái kìm này nè các bạn. 12 nữa này. Đút cọng dây vô đây là bấm là ra, bấm là ra. Không cần đo không gì đó, cái kim này là hay nhất trước giờ mình xài. Tuốt dây điện hay nhất trước giờ mình xài luôn. 90 cành. Một cái kìm cắt. Đây, cái kìm này là cái kìm vô cùng lợi hại các bạn. Mình gọi kìm này có những cái xưởng người ta dùng cái kìm này để cắt nhựa các bạn. Đây. Nó cắt ba dớ đấy. Các bạn. Cắt rất đã luôn á. Kìm này mình xài rất là nhiều, ngày nào cũng có kìm này hết trơn. Rồi, kìm này thì giá chỉ có 70 cành một cây thôi. Đó, kìm này chúng ta gọi kìm này là kìm nghiêng nha. Kìm nghiêng, còn cái kìm này là kìm linh kiện nha các bạn. Hai cái kìm này nó chức năng nó gần giống nhau, nhưng mà con này thì chuyên bấm linh kiện, còn kìm này là chuyên bấm ba dớ, bấm nhựa, bấm dây kẽm nhỏ. Rồi, kìm cắt tuốt dây điện đa năng các bạn. Con này là kìm đa năng này, có chức năng bấm cốt này các bạn. Hai cái kìm này trước giờ mình bán rất nhiều rồi nè. 90 cành một cái. Anh em gọi là kìm cắt tuốt đa năng nha. Bấm cốt bấm đồ luôn. Con này hay lắm, con này cực kỳ hay. 750 y. Rồi, đây, cái mở máy cắt đa năng này các bạn. Con này cũng hay lắm này. Anh em mà ở nhà mà chúng ta xài một cái máy cắt mà nó hư á, nó mắc cái này á, thì chúng ta cũng khó chịu lắm nha. Thì con này nó thiết kế ra để chúng ta mở được mọi loại máy cắt các bạn. Tấm ra này, vô này. Đó, rất là nhiều. Đó, nó mở được tất cả các loại máy cắt luôn. Từ một tấc 2, một tấc, tấc rưỡi, tấc 8 thì mở được hết. Đó nên nó gọi là kìm mở được cắt đa năng các bạn. Bình thường là giá 50 các bạn. Trên chương trình này chỉ còn 35 cành thôi. Kìm cộng lực mini bình thường giá 90 giờ còn 70 này. Cộng lực mini. Cái này bấm B40 là số 1 luôn.
sắt mà B40 là bấm số 1. Rồi, tiếp theo là bộ khoang inox. Những cái bộ khoang inox của Kabushi nó cực kỳ ngon. Tại vì nó có thể khoan được inox các bạn. Trên mũi này nó bọc coban các bạn. Mũi này là mũi coban. Và mũi coban rất cứng. Nhưng mà chúng ta xài thì chúng ta khoan có thể khoan được inox luôn các bạn. Đây mình xài rất nhiều rồi. Một hộp như thế này là từ mũi 3 cho tới mũi 8 các bạn. Anh em xài gia đình thôi. Hoặc là anh em xài những cái mũi trong cái khoảng này, chúng ta mua hộp này là hợp lý nha. 135.000. Rẻ chứ không mắc đâu nha các bạn. Rồi bộ mũi khoan đa năng. Bộ này thì chuyên... Mình thấy là cái bộ này gọi là đa năng, nhưng mà mình thấy nó khoan ngon ngọt nhất là gạch men. Đây, gạch men là ngọt nhất. Đây là mũi 12 này, mũi 10 này, mũi 8 này, mũi 6, mũi 6 này các bạn. Nó không có mũi 4 nha các bạn. Mũi 4 nó ít xài, nó không có bỏ ra. Mũi khoan đa năng. Khoan gạch men là số 1 luôn đó. Khoan sắt, khoan gỗ vẫn được, nhưng mà mình thấy khoan gạch men và khoan tường là ngon nhất. Rồi, khò ga đu én nha các bạn. Cái dòng khò ga này thì nó vẫn là chân lý nhất trước kia mình xài. Cái lượng lửa ra mạnh này các bạn, xài rất là bền nha các bạn. Mồi lửa tự động luôn. 101, giá gốc là 130 đấy. Bình châm nhớt Kabushi. Cái loại này là cái loại vòi bẻ này các bạn. Bẻ lên bẻ xuống này. 35 cành. Bình châm nhớt. Đó, hàng này lại bán, chắc mình bán số lượng tính bằng nghìn rồi đó các bạn. Nhiều lắm. Rồi tiếp theo là keo AB các bạn. AB thì mình trước đây mình cũng có giới thiệu cho các bạn rồi. Nó có hai dòng. Một dòng là keo AB thường, thì đây là gọi là keo hai thành phần các bạn. Có một số anh em nói cái keo AB mà epoxy này các bạn, nó dùng để dán ron các bạn. Nhưng mà mình không biết nó dán được không, thì cái vấn đề đó mình chưa kiểm chứng, thì mình chỉ có đông đặc trong vòng 4 phút nữa các bạn. Nó là keo epoxy có thể dán được thép. Còn cái này là keo, cũng là keo AB, nhưng mà nó là mình tạm gọi nó là keo AB thường này nha các bạn. Đó, trọng lượng như nhau các bạn. Thì mỗi chai là 10 gram, hai chai là 20 gram. Tỷ lệ 1:1 nha, anh em cứ tỷ lệ 1:1 thôi. Đông đặc rất là nhanh, 4 phút. Đó. Anh em mua loại AB, AB epoxy là 30, còn loại thường là 25.000 vậy thôi. Rồi, kìm cắt tuốt này các bạn. Kìm này là kìm cắt tuốt. Cái này cũng hay, có đầu cắt cáp này. Thợ điện là cũng xài ở đây nhiều lắm. 55.000. Rồi bên đây mình có được hai bộ đầu khẩu của nó này. Bộ đầu khẩu thì 1/4 và 1/2. Cái này lúc nào chương trình mình cũng có là trong cái kệ Kabushi lúc nào cũng phải có những bộ này. Bộ này là 12 chi tiết các bạn, 10 đầu khẩu và hai một tay cầm và một cái mở đây. Bộ này cũng vậy. Thì bộ này là bộ lớn, tay 1/2. Đầu to nhất của nó là 24. Còn cái đầu này đầu to nhất của nó chỉ có 13 thôi. Thì anh em coi nó vào việc gì thì mua cái đó nha. Bộ 1/4 là 140, bộ đây là 270. Rồi, về bộ mũi khoan tháp này các bạn. Mũi khoan tháp thì đó, anh em để ý mình nói cái này, sau này ra thị trường mua cũng lưu ý vấn đề mà mua mũi khoan tháp này các bạn. Khoan tháp chúng ta nên mua những cái mũi mà nó xoắn các bạn. Đây, nó xoắn này đó. Đừng mua những cái mũi mà nó thẳng. Anh em để ý không? Đây, bình thường mũi thẳng là cái đường rãnh nó thẳng lên, còn đây là mũi xoắn này các bạn, chúng nó xoắn hình xoắn ốc á. Những cái mũi này phá mới ghê. Đó, khoan được sắt dày các bạn, mình đã khoan những cái miếng sắt nó dày cửa tầm này là vô tư luôn. Đó, thì mũi xoắn này nó có chức năng phá hay hơn, còn mũi thẳng nó phá không bằng các bạn. Đó là kinh nghiệm mình đã sần dùng rồi. Ở đây thì mình có 3 loại, 1 đến 12 này, 4 đến 12 này, 4 đến 22 và 4 đến 32. Mình tạm gọi là mũi nhỏ, mũi lớn và mũi trung nha các bạn. Nó khoan thấp nhỏ, 50.000 một mũi này. Những cái này có thể khoan thép, khoan inox được nha các bạn. Mũi trung là 4 đến 22 và mũi lớn là giá là 100.000 này, còn mũi lớn là 135.000. Đó, đây là ba cái mũi. Anh em lưu ý nha, khi mình nói rồi đó, nên ra thị trường mua chúng ta nên mua những loại xoắn này. Đó. Rồi, đây là một cái bộ combo đó, nếu anh em mua combo sẽ rẻ hơn rất nhiều luôn á. Nó tiết kiệm được tầm khoảng mấy chục ngàn. Chúng ta mua combo là 3 mũi khoan tháp là 250k. Đó là combo 3 đầu ạ. Rồi, ở đây mình có một cái bộ khoét gỗ. Đây các bạn, cái bộ khoét gỗ này thì cũng hay lắm. Nó có chúng ta là mũi 35 là to nhất này các bạn, và mũi nhỏ nhất là 15. Đây, 15, 20, 25, 30, 35. Đó, 5 mũi. Cái này thì khoét gỗ lỗ tròn nha các bạn. Một hộp chỉnh chu như này luôn, xốp được bọc kỹ càng, 200 cành.
Đây, giá này thì chuẩn bị là bao ship rồi đó. Rồi thì ở đây thì hôm nay video này mình tạm gọi nó là phần 1 nha các bạn. Phần 2 thì nó sẽ thêm chắc khoảng 40-50 sản phẩm nữa bên kệ này đó. Rồi anh em nhu cầu thì có thể gọi cho mình. Cảm ơn các bạn theo dõi video các bạn. Rồi xin chào các bạn, quay lại với kênh máy móc tay của mình nha. Hôm nay thì nội dung của mình là phần 2 các bạn, 199k bao ship nha. Thì hôm trước phần 1 là bên này, thì phần 2 là mình sẽ giới thiệu cho các bạn bên này. Thì bên này thì hôm nay thì mình sẽ cố gắng là mình quay cho các bạn là cái dãy kệ bên này đó. Thì rất nhiều sản phẩm bên này. Và đặc biệt hôm nay thì mình về được một cái camera nữa. Nó cũng là cái dòng cam Yoshi các bạn, nhưng mà nó là cái loại cam 3 mắt các bạn. Đây các bạn, em nhìn kỹ này. Nó thì nó cũng là gần loại y như cái loại kia, nhưng mà nó có thêm cho chúng ta một cái mắt này nữa. Thì nó sẽ tăng cho chúng ta là cái góc màn hình nó rộng ra một xí. Nó tăng thêm chúng ta là tầm khoảng vài chục độ nữa. Nó sẽ đưa cái góc màn hình chúng ta rộng hơn một chút. Và nó sẽ có thêm một con mắt nữa, nó chia màn hình chúng ta làm 3 màn hình. Chứ nếu mình sẽ cho các bạn coi cái màn hình trên góc màn hình á, sẽ thấy được cái màn hình nó như thế nào. Thì nhưng mà nó cũng chỉ mắc hơn cái màn hình kia là nó mắc hơn khoảng 40 ngàn thôi các bạn. Thì đây là cái loại mới, là chỉ là cái loại mà 3 màn hình chưa có zoom các bạn. Anh em nào có nhu cầu mai mốt mình sẽ nhập về cái loại là 3 màn hình mà có zoom các bạn. Có nghĩa là cái loại Yoshi này cũng là 2 mắt này, nhưng mà nó là có chế độ zoom in zoom out luôn. Đó, có nên là zoom quang học, còn cái này thì chưa có zoom. Nhưng mà nó cũng đã chia được 3 màn hình cho các bạn xem độc lập 3 màn hình luôn nha. Bởi vì nó có 3 mắt này. Đó, thì chậm nữa mình cũng giới thiệu lại cho anh em là 3 dòng camera mới bên mình. Đây là 3 cái loại này. Đó, thì bây giờ hiện tại trên thị trường rất là nhiều cái loại camera. Tuy nhiên là mình thấy những cái dòng này dòng ổn nhất các bạn, giá cả hợp lý nha. Giá cả hợp lý mà số tiền chúng ta bỏ ra thì nó mang lại cái chất lượng nó hợp lý, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây các bạn, một cái camera mình lắp sẵn này các bạn. Đó, nó quan sát toàn bộ cái cửa hàng trước, mặt trước này, mặt bên, rồi nó này kia. Đó. Và đây, máy lọc nước hai cái máy quạt nước, một cái lớn 45 lít và một cái nhỏ 45 lít và một cái lớn là 80 lít các bạn. Mình cũng đang trưng bày trước cửa hàng của mình các bạn. Đó, thì hiện tại vào mùa nóng rồi các bạn. Hiện tại là Hồ Chí Minh là 40 độ rồi các bạn. Ở Quảng Ngãi mình là 37 38 độ rồi các bạn. Nhiệt độ đang rất là cao. Thì cái nhu cầu quạt nước bây giờ rất là cao các bạn. Ở đây thì nếu anh em nào ở địa phương các bạn có nhu cầu giao máy lọc quạt nước tại địa phương của mình, có thể giao tặng nhà nha các bạn. Đó. Còn máy lọc nước này. Đó. Hiện tại thì tình trạng nước phèn, nước dơ ở đâu cũng có các bạn. Chúng ta nên đầu tư một cái máy lọc RO. Đó, mỗi nhà nên đầu tư một cái máy như thế này. Để gì? Để cải thiện nguồn nước nhà chúng ta. Đó, bao nhiêu thôi. Đó, và trong này các bạn, trong này là giá kệ bên này. Giá kệ bên này thì vẫn như thường lệ thôi các bạn. Vẫn là những sản phẩm đây. Thì hôm nay chương trình của mình là 199k bao ship, thì nó sẽ liên quan trong này các bạn. Mình sẽ gói gọn trong cái này thôi, cho video mình nó thời lượng nó ngắn lại các bạn, chứ để nó dài quá thì cũng không có nhiều thời gian. Trong đây thì mình sẽ quay cho các bạn là mấy cái sản phẩm mới về này các bạn. Đó, đặc biệt hôm nay nó có hai cái thùng đồ nghề của Trooper nó về mới này. Đây, cái thùng đồ nghề của Trooper các bạn, 270.000 bao ship luôn. Thùng này nó to nha các bạn. Đó, mình thấy cái giá cả đợt này nó thanh lý quá rẻ luôn. Trooper là một cái hãng rất là nổi tiếng nha các bạn. Tại vì mình không có làm cái hãng này nhiều. Mình chỉ làm đúng cái thùng đồ nghề này thôi. Tại vì đợt này nó thanh lý mà. Mình thấy cái này hợp lý mình đem về cho các bạn, chứ cái này cũng là một hãng lớn các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào nội dung chi tiết của bạn. Mình giới thiệu máy quạt nước, máy lọc nước và camera cho các bạn trước nha. Đây các bạn, đây là một cái máy quạt nước này. Mình một ngày mình làm 8 tiếng ở tại cửa hàng các bạn. Thì cái máy quạt mình nó chạy hết 8 tiếng nha. Đó. Mấy anh em ở mình, tuy cái nhà mình nó không có nóng lắm đâu, nhưng mà ngồi bây giờ cái thời tiết ở mình các bạn nó oi bức lắm. Ở Quảng Ngãi mình bây giờ là 37, 38 độ mà ngồi làm việc mà không có cái máy quạt nước này là chịu không nổi đâu các bạn. Máy điều hòa thì cái phòng nhà này làm sao máy điều hòa được các bạn. Đó. Những cái không gian mà rộng như thế này là làm sao điều hòa được. Đồ đạc này kia các kiểu này là không sử dụng điều hòa được các bạn. Quạt phun sương thì cũng không khả thi đâu. Chỉ có những cái quạt hơi nước như thế này là ok nha. Chỉ có những cái này là tối ưu nhất các bạn, vừa tiết kiệm vừa gọn nhẹ các bạn, đi đẩy đi lại di chuyển trong nhà rất là gọn gàng các bạn. Này, bánh xe này các bạn, thiết kế bánh xe gọn gàng. Đó. Bây giờ ví dụ như cái tay các bạn, mình để phun nước này, đây các bạn, phun nước này
Đây các bạn, nước là đại đại nhóc này. Là 80 lít nước các bạn. Với đây là cái con lớn nha, 80 lít nước. Mà full nước của cái quạt này á là nó sẽ là 80 kg. 80 kg cộng với trọng lượng các bạn là 100 kg. Mà mình là một cái, ví dụ như một đứa, một người bình thường các bạn, đẩy đây này, bánh xe này, nó nhẹ nhàng, không có nặng nề gì hết trơn các bạn. Đúng không? Thì làm gì còn cái giải pháp nào mà tốt hơn cái này nữa các bạn. Thì cái này nó hầu như bây giờ mình thấy nó là không có cái gì thay thế được các bạn. Quạt thường thì không có thay thế được nó đâu. Phải có cái này các bạn, chống nóng bây giờ thì cái này là tối ưu nhất rồi. Đó, bây giờ mình giới thiệu kỹ hơn bằng phần kia nha. Chúng ta đi vào nội dung chi tiết. Đây các bạn, về hoạt động của quạt nước các bạn. Thì nó là như này nè. Đó. Thì khi bật nước các bạn, đặt cái hay của những cái quạt này các bạn, khi bật nước thì nó sẽ nước hay nó lên này nè các bạn. Thì chúng ta có thể kiểm tra được nước trong này nè. Đây là mình để mình cũng ít vệ sinh. Chúng ta kiểm tra được nước này nè. Khi mà nước nó lên các bạn, nó gió chúng ta rửa nước này các bạn, nó rất là lạnh nha. Tuy là nhiệt độ môi trường á nó là 30 mấy độ, nhưng mà nước này nó tầm khoảng 20 mấy độ thôi. Lạnh ngắt con này nè các bạn. Tại nước nó lưu thông, nó gió ra vô nó lạnh ngắt nước này nè các bạn. Chúng ta có thể bỏ được đá lạnh trong này luôn. Đó, bỏ được đá lạnh trong này luôn. Đó. Thì cái này là cái quạt 80 lít mình đang chạy các bạn. Và con những cái quạt này của mình á là mình đó, là nó có 3 nút thôi các bạn. Và 3 nút đơn giản này các bạn. Một là nút nước này. Thì chúng ta bấm nút này là nó lên nước nè các bạn. Chỗ đây nó có cái van nước này. Bấm nút là nó bơm nước nè các bạn. Đó. Bơm nước này. Nút đây là nút gió này các bạn. Nút xoay cánh gió này. Nó xoay cái cánh quạt bên trong này các bạn. Đó. Nút thứ ba là nút chỉnh gió này các bạn. Đó. Còn cái này là chỉnh cơm nha các bạn. Cái này lên xuống là chỉnh cơm nha. Đó. Vậy thôi. Nên những cái dòng quạt này mình nói là nó nội động cố đá là vì sao? Nó là nội động cố đá bởi vì là nó không có hư được các bạn. Nó nội động cố đá bởi vì làm sao mà nó hư được những cái này. Nó hư nó cũng dễ thay nữa các bạn. Nó không có hệ thống cái man bo phức tạp á. Nên khi mà ví dụ như chúng ta có vô tình mà hư á thì chúng ta thay thế nó rất là đơn giản thôi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ mình giới thiệu kỹ hơn hai dòng máy chính này. Đây các bạn, đây là phần máy lọc nước này, quên máy quạt nước. Thì mình đang có hai dòng các bạn. Anh em cứ tính diện tích nhà nha. Đó. Cái dòng cái máy dưới á là cái con mà mình đang bật cho anh em coi trong nhà. Thì công suất của con cái con nhỏ con lớn này á, công suất của con lớn á là 180W, còn con nhỏ đây là 130W nha. Đó. Con lớn là 80, cái bình chứa nó là 80 lít, còn con lớn là 45 lít. Thì hai con này á kích thước nó có khác nhau một chút nha. Thì anh em coi với cái diện tích nhà mình nó như thế nào nha bạn. Ví dụ như tầm như cái nhà mình đây là thì mình phải dùng con lớn nó mới đủ công suất nha. Còn anh em ví dụ như phòng ngủ nhỏ nhỏ thì chúng ta dùng cái con nhỏ này được rồi. Đó. Đó. Thì mình cái này thì quạt nước thì nó cũng mình đơn giản thôi bạn. Mình nói cái này là cái giải pháp là tối ưu nhất cho cái không gian nhà chúng ta. Tại vì sao? Nó gọn nhẹ này, nó đơn giản, nó dễ sử dụng mà giá nó rẻ nữa. Và cái giá này thì mình đảm bảo là chỉ có ở mình thôi các bạn, không có ở đâu đâu. Đó, một cái con máy như thế này các bạn, khi mình ship đi các tỉnh nha. Tiền ship của mình là 400 nghìn nữa các bạn. Từ 400 nghìn nha. Còn cái con này cũng vậy các bạn. Tiền ship của mình là 300 nghìn. Thì anh em nào, ví dụ như anh em nào ở địa phương tới mua con này, đó, mình sẽ trừ cho anh em là, ví dụ như ở địa phương anh em tới chở nha, mình trừ cho anh em là 400 nghìn tiền ship. Còn con này trừ 300 nghìn tiền ship. Đó, anh em cứ chở về. Còn anh em nào ở địa các tỉnh á, mình sẽ giá này bao ship này. Rồi, thì anh em mua cái con 80 lít này, con lớn này là 2.6 triệu. Anh em lại gần coi giá này. Đó. Con lớn là 2.6 triệu này các bạn. Đấy. Và con nhỏ là 2.2 triệu nha. Giá hôm nay thì nó sẽ mới vừa lên giá các bạn, công ty vừa báo lên giá thì mình sẽ lên một chút nha. Và đây là hai cái máy lọc nước các bạn. Máy lọc nước Aqua. Đó, thì ngày hôm qua mình có lắp vài con cho mấy anh ở địa phương. Thì ở đây các bạn, nếu mà anh em ở địa phương tự lắp các bạn thì tới tự chữa mình cũng sẽ trừ cho anh em các bạn. Ví dụ như con này là 4.2 triệu, mình sẽ trừ cho anh em 300 ngàn tiền ship nha. Là anh em tới chữa là 3.9 triệu. Còn con này á, anh em tới chữa là 2.9 triệu. Nếu anh em tới chữa nha. Còn mình chữa tới nhà mình lắp đặt thì vẫn cái giá này nha các bạn. Đó. Còn anh em nào mà ở xa thì vẫn giá này nha. Giá này là mình đã báo giá là đã bao luôn phí vận chuyển này kia. Rồi giá này là giá rất là tốt rồi đó các bạn. Đó. Thì khi mà anh em mua thì mình sẽ tư vấn và mình sẽ bảo hành những sản phẩm này là 1 năm nha các bạn. Còn cái này là máy quạt này là mình bảo hành 6 tháng để mình cho anh em xin cái xem cái này.
bên mình vẫn đang phân phối hai dòng nha các bạn. Đầu tiên là cái dòng lọc khoáng này. Lọc khoáng thì nó có hai vòi, anh em lại gần để coi hai dòng chưa. Hai cái dòng này là dòng nào các bạn? Đây. Một là cái dòng này là có hai vòi các bạn, một vòi tinh khiết và một vòi là khoáng này. Thì đây các bạn, để mình check cho các bạn cái QR của nó này các bạn. Đây. Cái dòng này á, nếu mà giá thị trường các bạn là 5.690.000 này các bạn. Đây là giá gốc của nhà sản xuất nha các bạn, giá bán chính hãng. Đó. Đó, tuy nhiên là bên mình chỉ phân phối anh em chỉ có 3.200.000 thôi. Đó, đây là giá của bên mình 3.200.000 này các bạn. Hoặc là cái con này, ví dụ như con này thì con này thì nó cao cấp hơn, nó có thêm một cái tính năng nữa, đó là nóng nguội các bạn. Các bạn, nó có thêm một cái tính năng đó là nó có được một thêm một vòi nước nóng. Đó. Thì các bạn mình check cái giá các bạn coi này. Đó. Con này á, hiện tại là giá của nó là 7.690.000 này các bạn. Đó. Bên mình đang bán là 4.200.000 này các bạn. Thì để mình chưa, mình nói thêm cho các bạn về con này một xí nha. Đó. Tất cả những cái dòng này là đều công nghệ giống nhau hết. Đó. Công nghệ của nó là công nghệ lọc RO của Mỹ, 9 cấp lọc nha các bạn. Nội thất hai con này là y chang nhau. Tuy nhiên là con này nó có thêm một cái bộ gọi là bộ làm nước nóng này các bạn. Bộ này là bộ làm nước nóng này. Nó tích hợp trong này. Khi mà chúng ta uống nước nóng thì nó sẽ chạy nước qua cái đó và nó tạo ra nước nóng thôi. Nó thêm cái bộ đó thì nó đắt hơn 1.000.000 vậy thôi các bạn. Thì khi mà đó, anh em nào mà có nhu cầu bình thường các bạn, nhưng mà mình thấy là rất nhiều anh em xài cái loại khoáng thôi. Loại khoáng thì nó sẽ ít hư hao hơn. Đó. Và đây các bạn, thì giá bên mình báo lại này các bạn, giá của cái bộ này á là 3.200.000 nha, lọc khoáng này bao ship tận nhà này. Đó. Giá của cái bộ lọc khoáng nóng nguội này là 4.200.000 bao ship tận nhà. Còn anh em nào tới tại cửa hàng chở máy thì giá nó sẽ mình sẽ bớt cho anh em 300.000 mỗi máy để thôi. Đó. Còn đây là phụ kiện của nó các bạn, phụ kiện của nó thì nó sẽ gồm có là gồm có lõi lọc và lõi RO, lõi thô và lõi RO các bạn. Thì như anh em biết rồi, mình cũng đã nói rất là nhiều về cái lọc này rồi các bạn. Thì các bạn, thì một cái máy thì cái quan trọng nhất của một cái máy RO thì chắc chắn nó sẽ là lõi RO rồi. Đó. Tuy nhiên để cho một cái lõi RO, một cái bộ phận RO nó hoạt động hoàn hảo nhất các bạn, đây là cái lõi RO của nó này, nó nằm trong này. Và cái lõi RO hình dạng của nó là nó như thế này. Đây các bạn. Lõi RO này thì nó như thế này. Đó. Hàng này là hàng Aqua Nova nha các bạn. Đó. Nó sẽ nằm ở cái lõi này, người ta hay gọi là lõi số 4 là lõi RO này. Đó là cái này này. Thì đây là 1 2 3 và lên đây là lõi số 4. Thì nó nằm theo cái hướng như thế này các bạn. Lõi này thì định kỳ thay thế là 2 đến 3 năm chúng ta sẽ thay một lần. Đó. Và để mở cái lõi này nó làm việc tốt nhất thì bắt buộc chúng ta phải định kỳ thay thế cái này. Là mình có bán cho các bạn là đây ba cái lõi chính hãng qua qua luôn nha các bạn. Bên mình chỉ bán cái dòng lõi chính hãng như này thôi, không có bán lõi vớ vẩn thị trường nha các bạn. Và lõi này thì nó sẽ có thời hạn sử dụng là 36 tháng kể từ ngày sản xuất nha các bạn. Trên này thì nó sẽ không có ghi là cái thời hạn ngày sản xuất, nhưng mà trên cái thùng lớn nó sẽ ghi các bạn. Mà tất cả những lõi mình đều sản xuất 2024 hết, anh em yên tâm nha. Đó, đây là còn đây là cái lõi RO. Cái lõi này thì chúng ta mua thì ví dụ như anh em nhà đang có máy lọc nước rồi á thì cứ tầm 2-3 năm anh em hãy mua một lần cho nó tiết kiệm nha các bạn. Còn cái lõi này chúng ta định kỳ các bạn, định kỳ cứ 2-3 tháng gì đó thêm một lần. Đó. Chúng ta muốn một quả tim chúng ta sạch sẽ thì chúng ta phải ăn uống nó hợp lý, là chuyện đó là chuyện nên làm nha. Cái này là quả tim này, cái này là chuyện ăn uống ta hàng ngày này. Đó. 130.000 cho bộ lõi này. Đây các bạn, đây là giá. Đây là giá các bạn, bộ lõi thô là 130.000 này, lõi RO là 200.000 này các bạn. Ok. Đây các bạn, tiếp theo là cái camera. Thì camera thì nãy mình có nói rồi các bạn, hai cái dòng này thì mình quay rất nhiều rồi nha các bạn. Hai cái dòng này mình nói rất nhiều trong những video trước rồi. Thì bữa nay mình sẽ nói cái này riêng cái này trước này. Đó. Con này thì nó sẽ có cho chúng ta là thêm một cái con mắt nữa. Cách kết nối và cài đặt là y xì cái kia luôn nha các bạn, rất là không có khác gì cả, vẫn cài đặt app đó. Đó. Đây, con này nó có thêm chúng ta là một con mắt nữa này các bạn. Có hai con mắt này là hai con mắt khác nhau. Đó, nó thêm chúng ta một con mắt nữa. Con mắt này là nó chia chúng ta thêm một hình, vẫn là cái kiểu bỏ thẻ nhớ truyền thống thôi, không có gì mà khác cái kia hết trơn. Tất cả là như vậy hết.
thì mình sẽ cập nhật thường xuyên nha bạn, mình sẽ cập nhật thường xuyên những cái dòng mới của những cái dòng camera này. Đây các bạn à. Đây các bạn, thì bình thường á là cái app chúng ta là nó như thế này nè các bạn. Ví dụ như cam 2 mắt là nó như thế này. Đây các bạn, đây là cái con cam 2 mắt bình thường nha. Con cam 2 mắt bình thường là nó sẽ có một màn hình trên, một màn hình dưới này các bạn. Thì cái con cam 3 mắt của mình á, nó sẽ thêm một cái màn hình. Nó sẽ tách đôi cái màn hình dưới ra này các bạn. Đây là một màn hình, đây là một màn hình độc lập này các bạn. Đó, anh em coi nó sẽ có một cái đường đất ở giữa, nó tách màn hình này ra làm hai. Đó. Thì góc nó sẽ rộng hơn một, chắc nó khoảng vài chục độ nữa thôi. Đó. Đây là cái cam mà hiện tại mình đang xài để mình cho các bạn coi cái cam trước tiệm mình này. Đó các bạn, cái cam này là trước cửa hàng mình này các bạn, nó rõ như ban ngày luôn các bạn, rõ nét lắm. Còn đây các bạn, chất lượng hình ảnh là giống nhau nha các bạn. Đó. Còn đây là sự so sánh của chúng ta. Đó, rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Thì mình chỉ so sánh như vậy cho các bạn coi cho nó nhanh nha. Còn cái này mình review cũng khá là nhiều rồi. Đây là con cam 3 mắt này. Đó, đây là con cam 2 mắt. Mắt bình thường. Đó. Để mình coi hay không các bạn coi. À, nó khác một điểm nữa là cái anten nó dài hơn nữa các bạn, nó dài hơn. Thì nó dài hơn thì mình nghĩ là nó tín hiệu nó sẽ mạnh hơn xí. Mà mắt trên nó y như nhau luôn các bạn. Mắt dưới thì nó thêm cho chúng ta là một con mắt nữa. Đó. Và đây là cái con cam mà đây, con cam mà nó tích hợp luôn chuông còi. Đó. Ba con cam các bạn. Đây là hình ảnh ba con cam của mình đang bán này các bạn. Thì mình sẽ đó, lúc nào bên hiện tại bên mình là đang có ba cái dòng này các bạn. Bữa nay mình update cho các bạn thêm một cái dòng này nữa. Thì mình báo giá lại này các bạn. Con cam này là 550 nha. Con cam này mình đang báo giá các bạn là mình đã có kèm một cái thẻ nhớ như thế này các bạn, 64GB. Thì mình nói rồi, 64GB là quá đủ rồi các bạn. Đó. Mình quay ở tốc chế độ Full HD thì với cái Full HD mà như thế này thì nó chỉ cần 64GB là quá nhiều rồi các bạn, không cái cần thiết là phải hơn đâu. Đây, một thẻ nhớ như này là ô tư rồi nha các bạn. Đó. Cái dòng này nè là 550k nha. Đó các bạn, giá của con này á là 550k đã bao gồm thẻ nhớ này các bạn. Nếu mà như, và mình nói luôn nè, nếu mà anh em không lấy thẻ là anh em cứ trừ ra 120 nha. Nếu anh em đã có thẻ nha, là chúng ta cứ trừ ra 120k nếu không lấy thẻ nhớ. Đó thì giá nó chỉ còn có 430 thôi. Là quá rẻ luôn các bạn, rất rẻ luôn á. Anh em thấy cái giá 550 của mình có vẻ đắt nhưng mà thật sự là nó đã bao gồm thẻ nhớ rồi. Anh em mua cái thẻ nhớ ngoài nó cũng tầm này chứ nó không rẻ hơn được đâu. Đó, còn cái cam là 3 mắt này. Đây là 3 mắt này các bạn, 3 mắt là 590. Anh em không lấy thẻ thì anh em cứ trừ ra cho mình là 120 nha. Đó. Đó, còn đây là cái cam lớn có chuông còi hú này các bạn, 720 thì anh em không lấy thẻ anh em cứ trừ ra 120. Đó, đó là báo giá tổng quan 3 cái cam bên mình đang có. Ok.